Kalia, đây là SB2201. SB2201, đây là Kalia. Xin nghe rõ trả lời. SB2201 chuẩn bị cất cánh. SB2201 có thể cất cánh. Chúc chuyến bay vui vẻ. Thứ mà anh muốn. Việc anh yêu cầu chúng tôi đã hoàn thành. Chương trình của chúng tôi không thể bị phát hiện. Giờ hãy thả cô ấy ra. Tô Nghi đâu? Tô Nghi. Xử lý bọn họ. Đến đây. Lại đây. Lối ra, lối ra. Đón lấy. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đến đây đi. Tô Nghi, Kiều Phi, lối ra bên này. Xe của tôi. Xe của tôi. Tô Nghi, có cần đến bệnh viện khám không? Không sao, bớt nói nhảm đi. Hệ điều hành Oasis cần được cập nhật. Đồng ý cập nhật. We'll be right back.
Hệ thống đang được cập nhật. Mọi người đã tải phiên bản chứa virus. Chúng ta phải làm sao đây? Anh đã lái chiếc Gulfstream 6 bao giờ chưa? Thử nhé. Vậy là anh sẽ lái thử nó với hệ điều hành Oasis mới. Tô Nghi, lát nữa sau khi cắt đuôi được họ, em hãy đi trước đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được. Chỉ cần không phải đi cùng anh. Anh đùa cái gì vậy? Hào Minh, anh cũng đi đi. Anh điên rồi. Anh hãy mau liên lạc với cảnh sát Chu, bảo ông ta sắp xếp cho hai người rời khỏi Kuala Lumpur. Anh biết rồi à? Nhiệm vụ mã số KL925, Kiều Phi thuộc KL EC3, báo cáo sĩ quan Rốt Vô Hôn. Oasis 2.0 chứa virus đã được đăng tải. Chúng tôi đang cố tìm ra Takashi. Yêu cầu chi viện ngay lập tức. Suốt cuộc anh là ai vậy? Tôi làm việc cho tổ chức hình sự châu Âu EC3, chuyên phụ trách tội phạm mạng. Lần này tiếp cận với Takashi Mori là để tìm ra lai lịch nguồn tiền và mục đích thực sự của hắn. Vậy người mà cảnh sát Chu nói là anh sao? Bây giờ chúng ta đi đâu? Trước tiên quay về tổng bộ của Oasis. Chúng ta cần hệ thống sạch ban đầu. Có một vệ tinh 3D là Geostar Insat ở Sri Lanka. Báo cáo trung tâm điều khiển Kalia. HB2201 mất tín hiệu trên màn hình radar. Máy bay của chúng ta sẽ tiến vào phạm vi của nó trong 15 phút nữa. Trước lúc đó, tôi sẽ đánh tráo ghi chép vệ tinh trong 40 phút tới. Và sẽ không có ai biết chiếc máy bay ở đâu, ngoài trừ tôi. Nghĩa là từ lúc bắt đầu mọi việc đều là giả, đúng không? Xin lỗi em. Xuống xe. Tiểu Nghi, các người cút đi cho tôi. Tôi có tin nhắn cho tổng bộ. 4 CEO đang ở trong tay tôi. Khi máy bay hạ cánh, tôi sẽ cho người giam giữ họ. Sự trắng mặt của họ sẽ náo loạn cuộc họp ở Zurich. Như thế chúng ta sẽ khống chế được sự sụt giá của đồng euro. Chúng ta đã đi chệch đường bay. Cần phải liên lạc với trung tâm hàng không ngay lập tức, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Mau đến đây, chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Kiểm tra xem. Gọi tổng bộ. Tổng bộ, đường truyền tín hiệu xảy ra vấn đề.